mà đại chúng sinh hoạt á, thì thầy giới thiệu ông nội á, là ăn chay năm 1975 tới giờ, lúc 75 mà đi Mỹ. Mừng quá, mừng quá, tính lắm à, bây giờ cũng chưa giỡn nữa. Không bao giờ ăn mặn. Bữa nhà mười, bữa nó mới đây, thời gian cũng đến mấy năm, mừng quá, thế là chúng ơi. Pháp danh, dắt pháp danh của ông Thân á là Trần Diệu. Trần dạ, pháp danh Trần Diệu. Ủa, không biết là mấy năm, lúc nào mấy năm. Dạ, cho nên bữa nay bác Trần Diệu vô với đại chúng là tự nhiên thấy ai cũng trẻ ra hết. Còn nghĩa là ông Văn Chư Phật khắp quê người, thường sĩ, thầy sâu đại chúng. Mặc dù anh cha như lòng anh cha, nhờ ông thầy mở cũng có cung mùa đông. Đây là một ứng 13, nên gặp trên mạng trên nét là tôi như anh em ruột con bằng. Mà lại gặp đại chúng cùng chung cái cùng cái hướng, mừng quá mừng mừng các kiểu bay hết sức việc làm cho tôi chào đón quý, là quý cái tình quý là đức nhẹ nhàng. Giờ mày gặp đại chúng mà từ như bao thủ đối chung ít người rồi tình sở tự vẫn chưa an lạc, nguyện đem công đức này hướng về các pháp xã đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Rõ lắm, rõ lắm. Rõ, rõ. Rồi bây giờ Bây giờ tới giờ làm việc nha. Bây giờ bắt đầu vô làm việc. Mời đại chúng bắt đầu lắng động tâm tư, bắt đầu làm việc nha. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Respectfully pay homage to the Buddha, the World Honored One, the Worthy One, Exalted One, the Fully Awakened Enlightened One. Good evening, good morning, dear Dhamma brother and sister. Today on January 13th, 2021, we are at Pháp Nhãn Temple in the winter retreat on the 13th day. Today, I would like to pay homage to the Buddha, the wonderful Dhamma of the Buddha and the harmonious Sangha. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. I would like to invite the whole Sangha to listen to the sound of bell, and then we learning together. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng Giêng năm 2021. Chúng ta đang có mặt khóa tu mùa đông ngày thứ 13. Thì trước hết chúng ta đề đầu kính lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta đề đầu kính lễ chánh pháp vi diệu của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta đề đầu kính lễ tăng đoàn An Lạc và kính chúc sức khỏe toàn thể đại chúng được an vui, thân khỏe, tâm an. Và kính chúc chư tôn đức tăng ni cũng như quý Phật tử gần xa trên livestream Facebook trên toàn thế giới được an lành trong Phật pháp. Giờ này là giờ sinh hoạt Phật pháp hàng ngày. Bây giờ như đại chúng thấy cái chương trình đó, thì trước hết là chúng ta tụng một thời kinh hôm nay đó, sau đó mời Phật tử quần ái hát bài thì bài Phật pháp, rồi sau đó chúng ta có thể là dành thời gian để chia sẻ pháp đàm. Thì hôm nay chương trình chúng ta có như đó. Bây giờ mời đại chúng chúng ta nhìn lên màn ảnh để chúng ta cùng nhau tụng kinh. Nam mô Phật, Nam mô Pháp Bảo, Nam mô Tăng Bảo. Thank you.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chùa Pháp Nhãn và đại chúng cùng nhau tụng kinh chân hành phúc. Chư đây Pháp Nhãn Thế Bồ Tát Đờ Sanh Ga Cho Liền Trên Ma Ha Măng Ga La Xuất Ta Đây Lý Kinh Chân Hành Phúc. Đây là những điều tôi được nghe hồi Đức Thế Tôn còn cư trú gần thành xa về. Tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn Kỳ Đà, hôm đó trời đã vào khuya, có một vị thiên giả hiện xuống thăm người. Hào quang và vẻ đẹp của vị thiên giả làm sáng cả vườn cây. Sau khi đành lễ Đức Thế Tôn, vị thiên giả xin tham vấn người bằng một bài kệ. Thiên và nhân thao thức muốn biến về hạnh phúc để sống đời an lành. Xin Thế Tôn chỉ dạy, đây là lời dạy của Đức Thế Tôn. Một là lánh xa kẻ xấu ác, luôn gần gũi người lành, tôn kính bậc đáng kính, là hạnh phúc lớn nhất. Hai là biết chọn môi trường tốt để làm các việc lành, đi trên đường chân thiện là hạnh phúc lớn nhất. Ba là siêng học nghề nghiệp lành, biết sống đời đức hạnh, biết nói lời ái ngữ là hạnh phúc lớn nhất. Bốn là biết phụng dưỡng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, biết làm nghề thích hợp là hạnh phúc lớn nhất. Năm là sống vui vẻ bố thí, giúp quyến thuộc thân bằng, ứng xử không tì vết là hạnh phúc lớn nhất. Sáu là tránh không làm điều ác, không say sưa nghiện ngập, tinh cần làm việc lành là hạnh phúc lớn nhất. Bảy là biết khiêm cung lễ độ để học hỏi điều hay, nhớ ơn và biết đủ là hạnh phúc lớn nhất. Tám là biết kiên trì phục thiện, thân cần người tài đức, siêng năng cùng tu học là hạnh phúc lớn nhất. Chính là sống tinh cần tỉnh thức, học chân lý nhiệm màu, thưởng thức được pháp vui là hạnh phúc lớn nhất. Mười là
sống trong nhân gian này, tâm không hề lay chuyển, phiền não hết an nhiên, là hạnh phúc lớn nhất. Ai thực hành như thế đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh, hạnh phúc cho tự thân, hạnh phúc cho tha nhân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ma ha mang ga la sút ta discover underrated happiness, and the tap I heard on occasion when the world on one word living in the vicinity of Savadi Adi Anatha Bindika Monetary in the Chanta Rose lay at night, Deva Abhya and visit the Buddha, the Deva lie and beauty. May the whole church arose ready and lay after paying respects to the Buddha. The Deva asked him a question in the form of a verse. Many gods and human beings are eager to know what underrated happiness, whispering about a peaceful and happy life. Bliyat Tathagata, will you this earth? These are the Buddha teaching. 1. Keeping far away from bad and evil people, on way close to good and virtuous people, honoring those who are worth honoring. This is the right happiness. To know and to choose a good environment, to do good things, walking on the path of true goodness. This is the right happiness. 3. Diligently learning a good job, know and to live a life of virtue, know and to say love and speak. Now this is the great happiness. 4. Know and to support and serve parents, loving to take care of family, knowing to do a proper occupation. This is the rated happiness. 5. Living happily in I'm giving, have been a relative and friend, trusting them, love lost gladly. This is the rated happiness. 6. To avoid not doing evil, not run and audit it, diligently doing good. This is the rated happiness.
sẽ bình nói hâm bồ ly en bờ lai ly en mê nờ tu lên ở bao gút thinh tu bi ray phu en no sắp phí sinh ly. This is the race that have been at knowing good in improvement and perseverance, contact with talent and virtue to be born diligently study and together. This is the race that have been at Naya, living in diligence and awakening, perceiving the number truth, enjoying the Dhamma joy. This is the rate that have been at Ten, living in the world, the mind never wavered in ending defilement as is. This is the rate that have been. Thou accomplished so wherever they go is safe, wherever they come is strong, happiness for themselves and happiness for other people. Namo the original master Sakyamuni Buddhaya. Namo the original master Sakyamuni Buddhaya. Namo the original master Sakyamuni Buddhaya. Ngày đêm an lành, nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sau thời thường an lành. Tất cả các thời đều an lành, xin nguyện từ bi thuần gia hộ. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sau thời thường an lành. Tất cả các thời đều an lành, xin nguyện từ bi thuần gia hộ. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sau thời thường an lành. Tất cả các thời đều an lành, xin nguyện từ bi thuần gia hộ. Thế Tôn dung mạo như vân nguyệt, lại như mặt nhật phóng quang minh, hào quang trí tuệ chiếu muôn phương, hỷ xả từ bi điều thấm nhuần. Thế Tôn dung mạo như vân nguyệt, lại như mặt nhật phóng quang minh, hào quang trí tuệ chiếu muôn phương, hỷ xả từ bi điều thấm nhuần. Thế Tôn dung mạo như vân nguyệt, lại như mặt nhật phóng quang minh, hào quang trí tuệ chiếu muôn phương, hỷ xả từ bi điều thấm nhuần. Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni, 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 Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni. May the day be well and the night be well. The day and night whose system auspices on the various peaceful. May the Buddha and Bodhisattva bless and protect earth.
The county and the world, the one like the full moon, or like the earth of the sun, side with the light of clarity, a halo of wisdom spread in every direction, enveloping on with love and compassion, joy and equanimity. Nam mô fully awakened Buddhaya. Nam mô fully awakened Buddhaya. Nam mô fully awakened Buddhaya. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay toàn thể chúng con hướng về Tam Bảo Nhân Khóa Tu mùa đông ngày thứ 13, chúng con nhất tâm tụng kinh chân hạnh phúc Maha Mangala Sutta. Nguyện chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Huyền Thánh Tăng, chư Hộ Pháp Thiện Thần, chứng minh gia hộ cho toàn thể quý Phật tử chúng con, mọi việc được an lành trong Phật Pháp. Hôm nay xin cầu an cho gia đình quý Phật tử Diệu Liên, Diệu Thúy, Thiện Hiền, Nhũng Mỹ, Quán Giác, Hoàng Ai, Nguyên Nguyện, Diệu Huyền, Từ Bi Lạc, Đồng Lạc, Diệu Thọ, Diệu Chánh, Hai Triều, Thanh Tâm, chị Nhu, Thúy Liệu, Kim Anh, chị Minh Phương, Thảo, Minh Khôi, Minh Bản và gia đình quý Phật tử Phan Thị Lệ Thúy, Phan Thị Lệ Thủy, Nguyễn Công Toàn, Nguyễn Thị Anh Thư, Nguyên Quý, Nguyên Các, Quảng Hiếu, Minh Bình, Diệu Hoàng, Trí Trì, Thiên Hương, Quảng Tú, Phương Trâm, Tâm Huệ, chị Hồng, Diệu Quỳnh, Diệu Âm, Minh Anh, chị Linda, người Thái Lan, cùng gia đình bác Trần Diệu và Quảng Nguyện, cùng chư vị Phật tử đang thính pháp nghe kinh, cùng người thân quyến thuộc hai bên nội ngoại, người sống được vui, người mất được nhẹ nhàng và siêu thoát. Và hôm nay toàn thể đại chúng một lòng cầu nguyện cho bệnh nhân Nguyễn Công Lý, sinh ngày 7 tháng 5 năm 1965, đang nằm tại bệnh viện Austin, tiểu bang Texas, Hiệp Trung Quốc, Hoa Kỳ, và cầu nguyện cho bệnh nhân Võ Sao Nam đang nằm tại Việt Nam, 64 tuổi, cầu nguyện cho nhị vị bệnh nhân sớm gặp thầy giỏi thuốc hay, mau mau lành bệnh về với gia đình sống an vui và hạnh phúc. Và hôm nay toàn thể đại chúng chúng con một lòng cầu nguyện cho chư vị cố giác linh viên tịch tại Việt Nam và Hoa Kỳ, trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Trí, trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Lượng, trưởng lão Hòa Thượng Thích Ngộ Tánh, trưởng lão Sư Âm Thích Thiện Huệ, cùng chư vị trưởng lão vừa từ bỏ thân vật lý này, cao đăng Phật quốc, hồi nhập ta bà, giáo hóa chúng sanh, đồng lên bờ giác. Và hôm nay toàn thể đại chúng một lòng cầu nguyện cho hương linh cô Phật tử Nguyễn Văn Hải, thọ tam quy pháp danh Minh Trí, sinh ngày 2 tháng 7 năm 1942, lâm chung ngày lễ Đức Phật A Di Đà nhằm ngày 30 tháng 12 năm 2020, hướng thọ 78 tuổi, nguyện hướng linh thính pháp nghe kinh cao siêu sanh tịnh cảnh,
và cầu nguyện cho hương linh Nguyễn Lê Thiên Phúc lâm chung tại Việt Nam hướng dương 11 tuổi, hương linh Hứa Cúc Hoa pháp danh Diệu Trì, hương linh Nguyễn Túng Huy Canet pháp danh Minh Đạt, hương linh ông Thanh Hà pháp danh Thiện Giang, cùng cầu nguyện chư vị hương linh bỏ thân vật lý này, nghe kinh nghe kệ nghe lời Phật dạy sinh về thế giới an lành. Phổ nguyện ân xuống dục phụ mẫu sinh thành đàn na tinh thi, công phu công quả tăng ích phước điền pháp giới nhân tiên tề thành Phật đạo. Nam mô Phật bảo, Nam mô Pháp bảo, Nam mô Tăng bảo. Vãng sanh quyết định chân ngôn Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Ta Già Đa Già Đa Đi Già Ta Di Đi Đô Hà Tì A Di Đi Đăng Đô Hà Tì Di Đi Đại Can Đế Di Đại Can Đăng Ya ni ya nai na la ta mo yi ra ya ta ya ya di ta yi do te yi dang dam te yi dai kan de yi dai kan da ya ni ya nai na la ta mo yi ra ya ta ya ya di ta yi do den de yi dang dam te yi dai kan de yi dai kan da ya ni ya nai na la ta ba kính tam diệu tạo công đức vô biên, đệ tử xin hồi hướng cho chúng sinh mọi miền pháp môn xin nguyện học ơn nghĩa, xin nguyện đền phiền não, xin nguyện đoàn quả Phật, xin chứng nên nguyện xin về tịnh độ, xen nở thấy vô sanh chư Phật và Bồ Tát là những bạn đồng hành, nguyện dứt hết phiền não cho trí tuệ phán sanh, cho tội chướng tiêu tán, qua giác ngộ viên thành, phát nguyện tinh tấn và lạy tạ ơn Tam Bảo. Đệ tử Gotama luôn luôn từ tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Phật Đà. Nam mô Phật Đà Gia. Đệ tử Gotama luôn luôn từ tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm chánh pháp. Nam mô Đạt Ma Gia. Đệ tử Gotama luôn luôn từ tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm tăng đoàn. Nam mô Sanga Ga Ya. Bồ đề diệu pháp biên trang nghiêm, tùy theo chỗ ở thường an lạc. Bồ đề diệu pháp biên trang nghiêm, tùy theo chỗ ở thường an lạc. Bồ đề diệu pháp biên trang nghiêm, tùy theo chỗ ở thường an lạc. Surrender merit, reciting the training, practicing the way of wearing, give right to benefits without limit. We vow to set the Bruce with on being, we vow to offer tribute to parent, teacher, friend, and numerous being who give guidance and support along the path. May the merits of the practice benefits on being and bring peace, spread diligent vow and pay thankful respect to the triple jhamma.
Vaya de sai bo of Gautama Buddha on way aware of ourselves by day and by night, constantly practice and recall the light of the Buddha. Namo Buddha ya. We are disciples of Gautama Buddha, on way aware of ourselves by day and by night. Constantly practice and recall the light of the Dhamma, Namo Dhamma Maya. We are disciples of Gautama Buddha, on way aware of ourselves by day and by night. Constantly practice and recall the light of the Sangha, Namo Sanghaya. May we be well, may we be happy, may we be healthy, may we be peaceful, may we be free from suffering, grief, anger, delusion, hatred, violence, ignorance, and coronavirus pandemic, quickly. May the Buddha and Bodhisattva bless and protect on any time and anywhere. Sadhu lana thay excellent and well done. We just finished chanting. Right now, we would like to invite the whole Sangha to listen to the Dhamma talk. But before we listen to the Dhamma talk, I would like to invite Brother Hoàng Hải to sing the Dhamma song, a meditation song. Bây giờ, trước khi mà chúng ta dừng lại cái chương trình sinh hoạt này, Thầy mời Phật tử Hoàng Hải có hát một bài với đại chúng. Bây giờ chờ thầy một xíu, thầy sẽ mở ra rồi bây giờ mời Phật tử Hoàng Hải sẽ hát một bài nha. Hôm nay đại chúng mà nếu mà tán thán cho tràng pháo tay. Mời Phật tử Hoàng Hải hát một bài. Dạ. Bây giờ chờ một chờ anh mở. Dạ, hôm nay con bị gài đó thầy ơi. Rồi, anh thích bài hát của anh hay là anh thích bài hát của anh nhớ bài Phật ca thiền ca gì cũng được. Dạ, con để vui thì hôm nay con xin hát bài Chuyện Con Bướm Vàng. À rồi, anh có thích thầy xe lên không hay là anh tự xe? Dạ, mong rằng mọi người quan hệ. Anh muốn thầy đưa lên không? Đưa lên để cho đại chúng cùng thấy không? Dạ. Nếu được thì con thầy đưa. Con có cái bài trong cái phone này thầy đưa lên với thầy. À rồi đại chúng chờ thầy xíu nha, thầy đưa lên nha. Thầy ơi, con hát xong rồi, lúc mà con hát xong rồi con được quyền chỉ định cho người kế hát cho ngày mai nha thầy. À nếu được là ngày mai mình nghỉ có gì đâu hát. Nhưng mà anh cứ chỉ, anh cứ mời bạn đạo, không sao hết. Mình có nhiều bữa mà. Bây giờ để thầy mở cái này lên rồi bắt đầu đại chúng nhìn vô. Rồi, bây giờ mời anh bắt đầu khoảng một xíu nữa rồi bắt đầu. Rồi, bây giờ mời anh. Để thái cho, thái người hát cho, làm không thái cho tao rồi. Mình yêu đến Phật, mình yêu đến Phật, Phật trong ta, Phật trong ta kính
như Đức Phật Đà, ta kiếm như Đức Phật Đà, ta thành tâm, ta thành tâm. Bây giờ con hát tiếng Anh nha. I love Dharma, I love Dharma. Yes, I do, yes, I do. Dharma is my sister, Dharma is my sister. Teaching me to be free, teaching me to be free. Anh mở cái loa lại, sorry anh mở cái loa lại. Rồi anh hát tiếp đi. Còn hát tới đâu rồi hả? Mình yêu Pháp Bảo, bây giờ bắt đầu. Mình yêu Pháp Bảo. Lời chân lý. Ta hướng theo Pháp môn lành, ta cùng tu, I love Sangha, Yes, I do, Sangha is my brother, Teaching me to be free, Mình yêu Tăng Đoàn, Người xuất gia, thân với tâm luôn thanh tịnh, đường tựa nhau, Đại chúng, mọi người lắng nghe. Anh hát rất là hay. Bây giờ mời anh chỉ mời bạn nào đi rồi ta để cho bạn chuẩn bị. Mời anh. Dạ, tạo không có mời cô Diệu Chánh đâu này. Cô Diệu Chánh thích hát lắm, tạo mời. Thì anh mời ai cũng được, bạn nào cũng được. Bây giờ mình mời trốn đâu hết trơn rồi thầy ơi. Không sao, anh nói là đại chúng nghe, không sao đâu. Mình mời Diệu Thọ. Rồi, bây giờ trước sau gì Diệu Thọ cũng hát. Bây giờ đại chúng, nếu mà đại chúng mà đồng ý Diệu Thọ đấy, đại chúng cho tràn pháo tay chứ. Không, cái này mới chết rồi mà. Rồi, bây giờ chị Diệu Thọ có thể hát bây giờ hay là ngày mai, theo sao? Dạ ngày mai chứ thầy. Rồi chuẩn bị nha, ngày mai thì mình nghỉ rồi, nhưng mà ngày mốt nha. Dạ dạ. Bây giờ mà đại chúng hoan hỷ thì Diệu Thọ đã đăng cai ngày mốt nha. Vậy là ghi nhận. Ghi nhận. Bây giờ trước khi mà để cho đại chúng thuộc cái bài bài này đó, thì thầy share cái bài này lên đó, thầy hát cho ông bài nữa nha. Đại chúng vui nha. Bây giờ thầy share cái bài này lên. Giờ thầy hát cái bài này, đại chúng có nghe rõ, thấy rõ không? Thầy hát cái bài này rồi bắt đầu mời đại chúng nha. Bây giờ thầy hát bài này là Hạnh Phúc Bây Giờ nha. Xin thầy hát. Đúng rồi, cả tiếng Mỹ tiếng Việt luôn nha. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo, không đi đâu nữa có chi để làm, học buông thả sống không vội vàng. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo, thông dòng khi bước thanh thời lúc làm, lòng thanh thang sống trong nhẹ nhàng. One more time. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo, thông dòng không đi đâu nữa có chi để làm, học buông thả sống không vội vàng. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo, thông dòng khi bước thanh thơi lúc làm, lòng thanh thang sống trong nhẹ nhàng. Rồi bây giờ mời đại chúng nghe tiếng Mỹ. Happiness is here and now, I have dropped my worry, nowhere to go, nothing to do, no longer in a hurry. Happiness is here and now, I have dropped my worry,
somewhere to go, something to do. There are no need in hurry. One more time. Happiness is here now. I have dropped my worry. Nowhere to go, nothing to do. No longer in a hurry. Happiness is here now. I have dropped my worry. Somewhere to go, something to do. There are no need in hurry. Rồi, cảm ơn đại chúng đã cùng lắng nghe cái bài hát thầy vừa hát. Bây giờ để cho cái chương trình tiếp tục á, sẵn đây á, nếu mà thầy thấy có một hai Phật tử muốn giơ tay đó, cho nên á, nếu vị nào có thể hát bài thầy mời, cho để ngày mốt á, là Diệu Thọ hát rồi. Bây giờ Diệu Huyền nè, chị Nguyễn Quảng Nguyện nè, mấy vị đó ẩn ẩn rồi chút mình tính sau. Bây giờ mời mời đại chúng, bây giờ ai xưng phong? Nếu được là giơ tay lên nha. Ông Thông hát ha, hay quá. Rồi ông Thông đi. Rồi thôi, đại chúng đều tránh né rồi, không sao. Bây giờ anh Thiên Hiền không? Rồi mời anh Thiên Hiền. Dạ thôi rồi. Ừ, cái gì? Dạ con xin hát cái bản Lời Qua Tiếng Lại. À rồi, chờ thầy nha. Đại chúng chờ xíu, để chờ xíu anh mở cái bài này cho anh Thiền Hiền lên. Lời Qua Tiếng Lại, bài này hay lắm á. Chờ thầy xíu. Lời Qua Tiếng Lại. Bài số mấy anh? Dạ, dạ. Bài số 9. Bài số 9. Rồi, có rồi. Trong khi bạn đạo hát là đại chúng đều lắng nghe nha. Rồi mời anh. Dạ con xin gửi đến cho trước tiên là thầy và các bạn đạo cái bài Lời Qua Tiếng Lại. Cái bài này thường xảy ra trong anh chị em chúng mình. Lời qua tiếng lại giải quyết chi đâu, sao không dừng lại kẻo hô chim sâu. Lời qua tiếng lại đưa ta tới đâu, sao không dừng lại thở nhẹ và sâu. Lời qua tiếng lại đưa ta tới đâu, sao không thở nhẹ niềm cười nhìn nhau. Rồi mời anh hát lần nữa, hát lại lần nữa. bây giờ mà để đại chúng mà được cùng nhịp nhàng đó, thầy hát cái điệu này nha, rồi sau đó đại chúng sau này mình vượt sau nha. Lời qua tiếng lại giải quyết chi đâu, sao không dừng lại kẻo hô thêm sâu. Lời qua tiếng lại đưa ta tới đâu, sao không dừng lại thở nhẹ và sâu. Lời qua tiếng lại đưa ta tới đâu, sao không dừng lại thở mỉm cười nhìn nhau. One more time. Lời qua tiếng lại giải quyết chi đâu, sao không dừng lại kẻo hô thêm sâu. Sao không dừng lại kẻo hô thêm sâu. Lời qua tiếng lại đưa ta tới đâu, sao không dừng lại thở nhẹ và sâu. Sao không dừng lại thở nhẹ và sâu. Lời qua tiếng lại đưa ta tới đâu, sao không thở nhẹ mỉm cười nhìn nhau. Sao không thở nhẹ mỉm cười nhìn nhau. Sao không thở nhẹ mỉm cười nhìn nhau. Rồi mỗi bữa mình hát bài hai bài cho nó vui. Thì hôm nay chúng ta chỉ sinh hoạt nhiêu đó thôi. Chúng ta thiền ca để chúng ta nó trẻ lại cái tuổi trẻ của mình. Bây giờ sau đây là quý vị mời đại chúng. Thầy thấy chị Quán Nguyễn thấy bà con hát, mời chị có thể tham gia bài nào. lần sau nha, lần sau có đại chúng nha, rồi lần sau thầy mời. Rồi ghi nhận.
cả tiếng Mỹ tiếng Việt. Bây giờ để cho cái múi giờ sinh hoạt với đại chúng nó nhịp nhàng đó. Bây giờ thầy cái như bữa trước mình có cái làm việc á là sau hết một phương, là vừa rồi chúng ta học phương Nam tượng trưng cho thầy cô giáo và sinh viên hay là học trò, hoặc là ngược lại là học trò hoặc là sinh viên tượng trưng cho thầy cô giáo có năm bổn phận. Thì bây giờ để cho cái đại chúng cho nó sinh hoạt ra, thì giờ quý vị có câu hỏi gì hôm nay làm hết một phương rồi là phương Nam, chúng ta có thể trao đổi và chia sẻ. Bây giờ ai có câu hỏi gì xin mời đại chúng chúng ta bắt đầu. Khi mà quý vị có thể hỏi đó, quý vị có thể giơ tay lên để chúng ta cùng học và cùng nghe. Dạ, mời em Thiên Hiền. Dạ. Mở cái loa lên anh. Dạ, cái câu hỏi ngày hôm qua con có gửi trước hôm qua cho thầy đó. Dạ, bây giờ đừng nói hôm nay con chỉ lặp lại thôi. Dạ. Rồi, mời anh. Hôm nay con lặp lại cho thầy thôi đó. Cho đại chúng, dạ, rồi, mời anh. Dạ, thưa thầy, theo con thấy nhiều chùa ở bên Mỹ có thờ công chùa ông thiện và ông ác. Vậy theo cái nhìn của thầy như thế nào, có hợp với giới trẻ Việt Nam và dân bản địa không? Dạ, cảm ơn anh Thiện Hiền, câu hỏi rất là ý nghĩa, thiết thực cái văn hóa ở Hoa Kỳ. Xin đại chúng chúng ta bắt đầu nghe cái câu hỏi này. Kính thưa toàn thể đại chúng, chúng ta biết là cái văn hóa của Hoa Kỳ nó có cái đặc biệt là khi chúng ta hướng tới sống ở Hoa Kỳ và định cư ở Hoa Kỳ, thì quý vị biết là Đạo Phật thầy chia sẻ cái câu hỏi này rất là ý nghĩa cho đại chúng. Thưa đại chúng, Đạo Phật là trước nhất là cũng giống như là cái nước, cái hình thù của nước đó. Quý vị biết nước không? Nước là mình đựng trong cái ly vuông thì nước nó trở thành hình vuông. Mà khi mà nước mà để nó đựng trong cái ly tròn á, nó trở thành hình tròn. Và nước mà nó đựng trong cái ly hình tam giác á, thì nó trở thành hình tam giác. Vân vân và vân vân. Thì cũng vậy á, thưa đại chúng á, là khi mà Đạo Phật truyền tới Việt Nam á, Đạo Phật phải là người là phải là Đạo Phật của người Việt Nam, thì Đạo Phật nó mới sống tồn tại với cái văn hóa Việt Nam. Đạo Phật mà truyền qua bên bên Miến Điện, Thái Lan hay là Sri Lanka vân vân, Tích Lan, là Đạo Phật phải phù hợp với văn hóa địa phương của các nước đó, thì lúc đó Đạo Phật mới sống tồn tại về cái đất nước đó. Còn nếu mà Đạo Phật mà truyền qua Việt Nam á, mà mình giữ bo cái Đạo Phật của Ấn Độ á, xuất phát Đạo Phật xuất phát từ Ấn Độ, mà nếu mà truyền qua tới Việt Nam á, mà giữ cái nguồn gốc của Ấn Độ hoàn toàn 100%, tin chắc rằng là Đạo Phật không có tồn tại với văn hóa Việt Nam. Thì cũng vậy, khi mà Đạo Phật có mặt ở đất nước Việt Nam là trên 2000 năm, hai cái nguồn là, một là cái nguồn đi vào cái đường thủy trên đường buôn, là đi truyền qua bên cái đi tàu hoặc là thuyền truyền qua, một cái nhánh nữa là đi đường bộ. Thì khi Đạo Phật Việt Nam á, nó tồn tại với người Việt Nam là hơn 2000 năm, thì nó sống với người Việt Nam từ đó tới giờ. Bây giờ mình nói về cái vấn đề ở văn hóa Hoa Kỳ, quý vị thấy á, là khi mà Đạo Phật mà truyền qua phương Tây nói chung và phương A đất nước Hoa Kỳ nói riêng, thì mình phải làm thế nào, nhất là những người thông minh, là những người Phật tử, là con của Phật, kể cả người xuất gia và tại gia, mình phải thông minh cái cách thờ phượng. Mà nếu mà qua tới cái văn hóa của Hoa Kỳ rồi mình ở nè, mà mình bê nguyên si hoàn toàn là văn hóa của người Việt Nam ở Việt Nam, đem qua cái Đạo Phật Việt Nam qua tới đây, mà nếu mà mình bê nguyên si mà mình không có thay đổi gì á, thầy tin chắc rằng á là khó mà hòa nhập ở cái văn hóa Hoa Kỳ lắm. Thưa đại chúng á, thì như anh Thiên Hiền nó mới vừa hỏi đó, cái vấn đề mà ông thiện ông ác á, đó là cái văn hóa của người Việt Nam, Phật giáo của người Việt Nam ảnh hưởng văn hóa phương Bắc, nhất là ảnh hưởng văn hóa của Tàu cả hàng ngàn năm, cho nên á, gần 1000 năm, cho nên á, từ đó mà khi mà cái người Trung Hoa đó, người ta đô hộ người Việt mình á, từ thế kỷ thứ nhất tới khoảng gần thế kỷ thứ 10 đó, là những cái gì mà văn hóa của người Trung Hoa đó, người ta áp đặt vào cho người Việt mình á, để mà mình theo đó, kể cả văn hóa Phật giáo.
Do đó cái cách mà thờ phượng cũng là ảnh hưởng văn hóa của Tàu, của Trung Hoa hết đó là 85% về ngôn ngữ nè, về chữ viết nè, về cái thờ phượng nè, về có ngày giờ tốt xấu nè, vân vân và phong vân rất là nhiều. Thì khi mà cái văn hóa tâm linh của người Trung Hoa đó, người ta đi vào Việt Nam, cho nên cái ảnh hưởng của người Việt Nam rất là sâu sắc. Khi mà mình cả hết thế hệ này qua thế hệ kia, nhiều tới đời ông, đời bà, đời ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sắm, tới con cháu, ngay cả văn hóa Phật giáo vậy, xưa bày nay bắt trước, là lúc bây giờ do cái tình hình đất nước nó không có ổn định, rồi cái trường Phật học nó không có phát triển, do đó cái nguồn mà để học cái giáo lý Đức Phật đó, nó không có chuẩn xác, cho nên đó, cuối cùng đó, mình xưa bày nay bắt trước rồi mình theo đó thôi. Do cái theo đó rồi đó, mình theo cái truyền thống đó, mà lúc đó cái mình theo ở các tổ hay là các ông các ngài trong chùa thờ sao mình theo vậy thôi. Thì quý vị thấy là do cái ảnh hưởng đó rất là sâu đậm, người Việt mình nói chung và người Phật tử mình chùa chiền mà khi mà truyền qua phương Tây và ở xã hội Hoa Kỳ này á, thì cái cách thờ phượng á hầu như là ảnh hưởng của văn hóa Tàu. Mà mình qua tới đây á, mà cái văn hóa của Hoa Kỳ nói riêng và phương Tây nói chung, mà nếu mà mình thờ phượng như vậy đó thì cả một thiện ác á, thì đối với văn hóa Việt Nam thì hay, thì có ý nghĩa chấp nhận được. Nhưng mà qua tới đây rồi quý vị thấy trong chùa mà thờ như vậy đó, nó không có phù hợp văn hóa Hoa Kỳ. Thầy để ý cho thầy nói một cái câu chuyện nhỏ cho quý vị thấy. Chẳng hạn như là khoảng vài năm nay á, ở một cái chùa ở Tacoma, tức là Seattle ở Washington State á, có một cái chùa đó, quý vị á, là cái chùa thường thường ông thiện ông ác á, là hay mình nói là ngài Tiêu Diện và ngài Hộ Pháp thôi. Thì thờ ở trước chùa thì ở trước cái hiên đó, nó có thờ bên ngoài đó, có chỗ có chùa thì thờ trong chánh điện, có thể cái chùa thì thờ bên ngoài, thì cái chùa này á thờ bên ngoài, nhưng mà khi mà thờ cái tượng Hộ Pháp thì nó hiền hòa không tốt, rất là tốt, nhưng mà thờ cái ông Tiêu Diện á, ngài Tiêu Diện là le cái lưỡi á quý vị, là người Hoa Kỳ á, người ta tới với chùa đó, người ta sợ lắm quý vị. Người ta nói rằng á, là Đạo Phật á, mình á, nhiều khi người ta nói tiếng Mỹ rồi á, người Việt mà hiểu tiếng Mỹ thì tốt rồi, còn không hiểu á, họ nói là Đạo Phật mình á, thờ hầu như là những tượng ở trong chùa giống như là tượng ma quỷ quý vị, cho nên họ sợ lắm. Tiếng Mỹ mà cái ngôn ngữ của họ gọi là Satan đó quý vị, cho nên thờ như vậy đó là thờ những cái tượng đó, nói chung đó là làm cho đứa trẻ nó rất là sợ, và nhất là cái văn hóa của người Hoa Kỳ ở đây. Cho nên khi mà tới chùa rồi đó, quý vị thấy không, là thờ cái tượng Tiêu Diện thì le cái lưỡi ra, mà mặt trợn mắt lên đó, cầm cái cờ rồi trợn mắt nữa, người ta sợ dữ lắm. Cho nên thầy nghĩ là nếu mà mình thay vì mình thờ những cái tượng như vậy đó thì mình không nên thờ. Lúc đó cái chùa đó, quý vị thấy không, người Mỹ, có một cái người Mỹ họ đi lái xe ngang, có cái clip đó nữa, cái YouTube đó họ quay. Thì khi mà họ dừng cái xe lại, họ vô cái họ lấy cái tượng đó quý vị, họ lấy cái cây á, kéo cái tượng nó xuống, tượng Tiêu Diện đó, họ đập, họ lăn xuống dưới nền đó. Cho nên á, ý họ nói rằng là trong Đạo Phật thờ những cái tượng giống như ma quỷ, họ sợ lắm. Thì mình thấy rằng đó là một trong những cái chùa như vậy đó, để mình biết rằng mình không có nên thờ những cái tượng đó. Theo cái văn hóa mà cái truyền thống của người Việt Nam nói là tượng Tiêu Diện là 132 tướng tốt của Bồ Tát Quan Âm, thì thay vì thờ tượng Tiêu Diện thì mình thờ Bồ Tát Quan Âm đi, nó hay hơn. Thờ ngay cái tượng Quan Âm rất là ý nghĩa, mà người ta nhìn vô cái tượng Quan Âm á, Bồ Tát Quan Âm, mẹ hiền Quan Âm á, người ta nói là Compassion Mother Buddha, tức là đức mẹ hiền Quan Âm. Ở bên kia thì có đức mẹ Quan Âm bà Maria, đức mẹ Maria. Còn bên Đạo Phật mình có đức mẹ hiền Quan Âm, thờ như vậy trực tiếp luôn, chứ cần gì mà phải thay đổi cái hình tướng rồi thờ như vậy, rất là trở ngại đối với cái người mà nhất là cái văn hóa Hoa Kỳ, mà người ta tới với Đạo Phật người ta nhìn những cái tượng đó người ta sợ lắm quý vị. Người ta nói thứ nhất là Đạo Phật làm thờ những cái tượng ma quỷ, người ta sợ lắm. Rồi cho nên cái người đó dừng xe lại đập phá cái tượng, lật cái tượng nó xuống, người ta không chấp nhận. Đó thì nói những cái gì đó để xíu xíu đó quý vị biết. Thì có cái ý kiến riêng của thầy đó, thay vì thờ cái tượng
thờ cái tượng mà tiêu diện gì đó, một là thờ tượng quan âm, còn nếu mà vị nào mà hiện đại hơn nữa thì ở trong chùa mình ở văn hóa Hoa Kỳ thì đi vị thờ cái ông tổng thống thứ 16 đó, ông Abraham Lincoln đó, ông đã giải phóng nô lệ, giải phóng mà ông đó rất là đặc biệt trong cái lịch sử Hoa Kỳ, ông tổng thống thứ 16 đó. Thầy lúc mà thầy viết cái tiểu luận về cái kỳ sử học sử Hoa Kỳ năm thứ hai đó, năm thứ nhất đó, thầy viết về cái bài tiểu luận về cái ông tổng thống thứ 16 là Abraham Lincoln đó, ông đó rất là nổi tiếng và có cái tinh thần là giải phóng nô lệ. Nhờ cái ông đó mà cái tinh thần của người da trắng da đen đó, nó hòa và nó đem tới bình đẳng. Thì mình thờ những cái gì đó nó phù hợp và Hoa Kỳ nó hay hơn. Hoặc là mình không thích thì mình thờ cái tượng Quan Âm luôn, ngay cái tượng Quan Âm luôn. Đó thì được như vậy đó thì nó mới hay. Chứ còn mà vô chùa mà gặp những cái tượng mà le lưỡi mặt xanh mà le lưỡi như vậy đó, người ta sợ dữ lắm. Nhất là mấy cái em trẻ tới nữa đó, thì rất là trở ngại. Người Mỹ ở đây người ta tới, người ta thấy cái tượng đó, người ta nói là ma quỷ. Do đó mình đừng có nên thờ. Và hơn nữa, cách đây năm 18 đó, cách đây 2 năm đó, có quý Phật tử phát tâm cúng cho chùa thầy đó, là chùa Pháp Nhãn á, cúng cái 18 cái tượng A La Hán, thập bát La Hán đó quý vị, 18 tượng La Hán đó, thì cúng mà họ ship, tức là họ chở tới chùa luôn. Mà khi mà chở tới chùa rồi họ không có lấy tiền tượng và họ không có lấy cái tiền shipping luôn, tiền chở chuyên chở luôn. Thì thầy á, thầy nói á, Phật tử mà muốn đạo hữu mà muốn cúng dường như vậy đó, thầy có cái tâm là ghi nhận cái công đức của quý vị, nhưng mà thầy không có nhận. Bởi vì á, khi mà ở bên Việt Nam có thể mình thờ được, nhưng mà bên Mỹ á, quý vị, người Mỹ người ta tới á, quý vị hỏi á, ta phải biết cái nguồn gốc của những cái tượng này, chẳng hạn như là tượng Đức Phật Di Lặc, gọi là Happy Buddha thì người ta thích nè, hoặc là Mother Compassion, Compassion Mother Buddha Giác, tức là Đức Bồ Tát Quan Âm, Mẹ Hiền Quan Âm nè, hay là Sitting Buddha là Đức Phật ngồi thiền định nè, vân vân. Thì những cái tượng đó người ta đã quen rồi. Bây giờ mình thờ Thập Bát La Hán á, một tượng á thì trừng mi, dướng cái mặt lên, một tượng á thì le lử, nói chung là nhiều cái góc độ. 18 tượng thì 18 kiểu. Mình á, mình thờ đó mà nếu mà mình không có giải thích, mình để dưới người ta hỏi cái tượng này tên gì, nó là Arahant AH hoặc là Arahanta, là tượng A La Hán, tên gì là La Hán trường mi, là cái lông mi dài, rồi cái cuối cùng không có giải thích được mà thờ như vậy đó, nó không có phù hợp với văn hóa Hoa Kỳ đó. Cho nên đó mà quý vị mà thờ những cái tượng đó vô á, rất là trở ngại về vấn đề mà thứ nhất là mình giải thích không có biết cái tên đủ 18 La Hán mà giải thích rồi cái nguồn gốc, cái lịch sử mất công mất quý vị phân tích nữa. Cho nên trong trường hợp này 18 vị La Hán đó, quý vị cúng dường cho chùa hoặc là cho cái nơi nào đó, cho chừng chục chú tiểu thôi, rất là dễ thương, gọi là happy novice monk, tức là sư chú đó, mấy cái tượng chú tiểu đó nó vừa đẹp mà nó vừa phù hợp văn hóa đây nữa đó. Thì trong cái trường hợp này á, nó tóm lại là người Phật tử, là người con Phật, nhất là ở chùa mà quý vị thờ những cái tượng tiêu diện đó, nhất là thờ bên ngoài, cẩn thận vấn đề mà khi mà giao tiếp, nhất là những em trẻ sanh ở đây và những người Hoa Kỳ tới, không khéo là người ta nói là đạo Phật thờ tượng ma quỷ không à, rồi chưa nói Bát La Hán nữa. Cái nhìn riêng của thầy đó thì thầy không có động viên thờ những tượng gì đâu. Một là thờ Đức Mẹ Hiền Quan Âm, hai là Đức Phật Di Lặc, Đức Phật Bổn Sư, làm nhiêu đó đủ rồi. Còn mấy là có những cái tượng chú tiểu, sư chú đó thì mình thờ trước, trang trí là vừa đẹp cái ngôi vườn và đồng thời chụp hình nó rất là vui. Thì cái ý nghĩ, cái nhìn của thầy vậy đó. Cảm ơn anh, câu hỏi của anh Thiên Hiền đã cho đại chúng về vấn đề mà thờ phượng ở trong chùa, nhất là cái tượng tiêu diện nó không phù hợp với văn hóa đây. Nếu mà mình bê nguyên si ở Việt Nam, cái cách thờ phượng ở Việt Nam, kể cả cái chữ tàu ở trong chùa nữa, nó có phù hợp với cái văn hóa của người Việt Nam ở đây, nhất là ở Hoa Kỳ. Thì thầy có cái nhìn vậy đó, chia sẻ với đại chúng. Dạ, Nam Mô Phật. Rồi, thầy vị nào có ý kiến gì, có giơ tay gì, mời đại chúng. Dự Thúy đó thầy, mời cô Dự Thúy. Dạ. Mở cái loa lên cô Dự Thúy. Bác ông Thân, nếu mà có câu hỏi gì, ông Thân cũng dơ câu hỏi cho vui nha. Thưa thầy, thì như lời giải thích của thầy,
Thì cái đó cũng là cái ý nghĩ của con từ nhiều năm nay. Cái thầy, chính con là người Việt Nam, con là người cũng đi chùa cũng khá nhiều. Nhưng mà mỗi lần con nhìn thấy tượng của ông Ác đó thầy, con rất là sợ. Con sợ lắm. Đó, thành ra khi cứ mỗi lần mà vô chùa một cái là con cứ né né qua bên, chứ con không bao giờ mà con dám nhìn trực tiếp. Con rất là sợ. Dạ cảm ơn cô. Đó do đó nhân cái câu hỏi như vậy đó. Con rất là hiểu được. Dạ cảm ơn cô Diệu Thúy rất là nhiều. Nhân cái câu hỏi này đó, quý vị mới thấy bộc lộ cái tâm mình để chúng ta biết. Mặc dầu á, cái văn hóa của người Việt Nam, nhất là văn hóa Phật giáo ở Việt Nam á, thì cái đó đúng. Lý do là mình thờ mục đích là cái nghĩa đấy là sao? Ông thiện ông ác có nghĩa là gì? Vô chùa mà mấy cái người mà nói chung là cái nghĩa biểu tượng. Vô chùa mà mấy cái người mà say rượu, mà mấy cái người phá chùa nè, thì vô gặp cái ông ác á, ông trị cho. Thì cái nghĩa nó gì đó. Còn mà tu liêm diêm vô mà cải hóa cái tâm mình á, thì vô gặp ông thiện, tức là ngài hộ pháp, gọi là Dhamma God. Dhamma God tức là ngài hộ pháp. Còn tiêu diện á là nhiều khi nói sám hối, nhiều khi hỏi thầy tiêu diện tiếng Mỹ là gì, nhiều khi thầy cũng bó tay luôn á. Cho nên á, mình á định nghĩa mà giải thích mà nhiều khi mất công mình giải thích mà khó mà hiểu lắm, thì mình mới giải thích dài ra. Ông ác có nghĩa là gì? Những cái người mà ở bên ngoài á mà lì lợm, hoặc là nhậu nhẹt, hoặc là phá phách mà vô gặp ông ác á, là tự nhiên là sốc rõ liền, tự nhiên chuyển cái tâm liền. Thì cái nghĩa ở người Việt Nam, thờ Việt Nam là được. Nhưng mà qua bên Mỹ mà mình thờ cái đó, nhất là các chùa, làm cho cái mấy người Mỹ á, người ta sợ lắm. Chưa nói mà Phật tử mình không hiểu, và mấy em sanh ở đây nữa, vô ta ban đêm ngủ đó quý vị, người ta sợ lắm. Thì nói là tượng trưng 32 cái tướng của ngài Quan Âm, thì thấy thờ vậy thì quý vị thờ Bồ Tát Quan Âm đi, mẹ hiền Quan Âm đi, nó hay hơn và ý nghĩa hơn đó. Thì cái nhìn và cái giải thích của thầy vậy đó. Dạ cảm ơn cô nhiều. Rồi đại chúng, dạ rồi bây giờ mời câu hỏi khác. Ở đây là cái dịp mình để mình trao đổi chứ. Dạ. Dạ mời anh Hoàng Ái. Dạ. Để con thì Phật pháp thì thấp kém, nhưng mà con có thắc mắc như vậy, con hỏi thầy. Thầy dạy là tất cả những lời dạy của Phật, là từ Phật Thích Ca, kinh sách gì, nói chung là cũng từ Phật Thích Ca ra. Thì ở nhà mình á, mình thờ cũng thờ Phật Thích Ca, vô chùa cũng thấy thờ Phật Thích Ca. Cái thắc mắc của con là không biết như Phật tử á, lúc mình tụng niệm lại không tụng Phật Thích Ca mà lại tụng A Di Đà là sao thầy? Cảm ơn anh rất là nhiều. Thật ra thì quý vị phải hiểu như thế này nè. Trước khi mà thầy trả lời câu này, thì ở đây có cô sư cô Tâm Vân ha. Sư cô Tâm Vân thế ông thân là Trường Diệu, có cô Tâm Vân ở đây. Thì chúc cô Tâm Vân có thắc mắc gì hỏi nha. Cảm ơn sư cô. Bữa nay xuống gặp được ông thân nhà thăm nhà. Rồi bây giờ thầy giải thích cái câu này nha. Thì giờ quý vị biết là mình á, tất cả mình thờ Phật hay thờ tượng Bồ Tát vân vân, thì cái chuyện quan trọng á, là ở trong nhà cũng vậy, ở trong chùa cũng vậy, mình làm gì làm quý vị cố gắng á, phải nhớ đức bổn sư của mình, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi vì trong nhà mình á, không có tượng bổn sư á, không có đức Phật bổn sư á, tức là ông thầy gốc á, không có đức Phật lịch sử á, đức Phật bằng xương bằng thịt á, là nói tại nó thật á, thế giới này không có biết á, đạo Phật là ai đâu quý vị. Còn chẳng qua đức Phật Dược Sư, đức Phật Di Lặc, đức Phật Di Đà vân vân, thì sau này các tổ mới viết ra, rồi bắt đầu mới đưa có đức Phật đức này kia để anh chi á, là hằng hà sa số Phật. Nói là trong đạo Phật á, gọi là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Phật tánh ở đây có nghĩa là gì? Tượng trưng cho mỗi chúng ta đều có Phật tánh. Nhưng mà mình thờ trong nhà, mình thờ tượng này tượng kia, nhưng mà quý vị á, nếu mà thờ thì á, thờ đức làm gì làm thờ tượng bổn sư của mình, để chi á, để mà mình á, nhớ được cái đạo Phật mà sơ dĩ ngày nay á, thế giới người ta biết á,
là nhờ Đức Bổn Sư và Đức Phật lịch sử. Và hai nữa, quý vị mà ở nhà mà muốn cho con cái giống như cái hạnh á, như là mẹ Hiền Quan Âm hay là cái hạnh từ bi đó, thì thờ Đức Bồ Tát Quan Âm rất là hay. Còn mình thờ những tượng Phật kia, hình tượng này kia thì mình thêm thôi. Chứ nhưng mà bản thân ở trong gia đình mình á, mình nhớ là mình phải thờ tượng Phật mà Bổn Sư. Có nhiều người á, thờ Dược Sư, thờ Phật Dược Sư, thờ Phật Di Lạc, thờ Phật Di Đà, nhưng mà thờ cuối cùng á, nó mất cái gốc, nó mất cái tượng Bổn Sư là cái đó. Nói chung á, cuối cùng á, mình á, đi hoàng, cuối cùng á, nó mất cái gốc luôn. Cho nên á, quý vị làm cái gì làm, mình phải tự hào. Sở dĩ mà ngày nay á, đạo Phật mà có mặt ở trên thế gian này á, là nhờ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Sakyamuni Buddhaya. Không có Đức Phật á, là đạo Phật người ta không biết. Và không có Đức Phật á, là thầy nói thật, không có Đức Phật Bổn Sư á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, là kể cả các vị nguyên thủ quốc gia, trong đó có Tổng thống Hoa Kỳ, có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, và những nguyên thủ quốc gia khác như là Úc, như là Tân Tây Lan, hoặc là Canada, vân vân, thì người ta không có quy ngưỡng đạo Phật đâu quý vị. Cho nên ngày 15 tháng 12 năm 1999, sở dĩ mà người ta quy ngưỡng và tôn vinh đạo Phật là một cái tôn giáo hòa bình và một cái tôn giáo văn hóa tâm linh toàn cầu, là chỉ có đạo Phật. Đáng lẽ ra Liên Hợp Quốc người ta chọn ở New York đó, ở Liên Hợp Quốc người ta chọn là ta chọn, một là Kinh Tô giáo, hai là Tin Lành, là số một ở đây. Nhưng mà không có. Nghiên cứu về cái lịch sử của các tôn giáo hầu như là tôn giáo ở thế giới cũng như tôn giáo ở địa phương, kể cả tôn giáo phát sinh ở tại Việt Nam mình khoảng chừng mà gần 100 năm đó lại, tất cả các tôn giáo ở trên thế giới và địa phương đều có chiến tranh tôn giáo, bạo động ở trong đó hết. Mà riêng đạo Phật là không có bao giờ bạo động. Buddhism had never violent, tức là không bao giờ có bạo động, gọi là Buddhism had ahimsa, tức là bất bạo động. Do đó người ta chọn cái ngày đó là người ta nói là văn hóa tâm linh toàn cầu, đó là chỉ cho đạo Phật. Mà cái trước khi mà bầu chọn đạo Phật á, người ta nghiên cứu về ai là người sáng lập ra đạo Phật, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Sakyamuni Buddhaya, là người sáng ra đạo Phật. Và cái người này chính là một vị vua hòa bình, vua trên hoàng vũ, mà một vị vua hòa bình không bao giờ, từ cái lời dạy Đức Phật từ năm 35 tuổi cho tới khi 80 tuổi, 45 năm nói pháp độ sinh, cái lời dạy Đức Phật là một cái người sáng lập ra đạo Phật. Đạo Phật là một con đường hòa bình, đạo Phật không phải là tôn giáo. Rồi sau đó là từ cái bậc thầy hòa bình đó, một vị vua hòa bình đó, không bao giờ có một cái chiến tranh tôn giáo về cái chất bạo động đó. Rồi chưa nói cái giáo pháp của Ngài là giáo pháp của Đức Phật đó, không bao giờ chứa cái hận thù bạo động và cái sầu muộn ở trong đó. Bởi vì giáo Đức Phật là người giác ngộ viên mãn, chánh pháp của Ngài nói ra đó, lời dạy của Ngài nói ra đó, là lời dạy hòa bình. Và trong cái lời dạy của Ngài chứa cái chất an nè, chất lạc nè, chất thảnh thơi nè, chất thoải mái giải thoát nè, chất chánh niệm và tỉnh giác nè. Quý vị cứ nghiên cứu từ thời Phật tới giờ, và nhất là những người mà tìm vạch lá tìm sâu đó, người ta coi cái lời dạy của Đức Phật đó, người ta coi thứ có bao giờ chứa bạo động và hận thù trong đó không? Không bao giờ đấy quý vị. Kể cả nhà triết gia nè, các nhà khoa học nè, các nhà thần học nè, vân vân, người ta tìm vào cái chân lý giáo lý của Đức Phật không bao giờ thấy ở trong đó có một chút bạo động và hận thù trong đó. Cho nên á, khi mà các nhà tôn giáo học nè, các nhà chính trị gia nè, các nhà xã hội học nè, các nhà giáo dục học nè, vân vân và vân vân, nghiên cứu về đạo Phật, cuối cùng á, người ta bầu chọn Đức Phật là một vị vua hòa bình, không bao giờ có bạo động và hận thù trong cái đời sống của Ngài. Và lời dạy của Ngài là lời dạy hòa bình, lời dạy giác ngộ, không bao giờ chứa chấp những cái hận thù bạo động sâu muộn ở trong đó. Và cái người mà đi theo đạo Phật đó là tăng đoàn, trong tăng đoàn là chỉ cho người xuất gia nam, người xuất gia nữ, người tại gia nam và người tại gia nữ, cả người xuất gia và tại gia nói chung, thì không bao giờ, khi mà có duyên mà đến với đạo Phật đó, thực hành chánh pháp của Đức Phật đó, không bao giờ bạo động. Ai mà làm
ngược lại cái lời dạy Đức Phật đó, thì cái người đó coi như là cái đời sống bất ổn rồi. Bởi vì khi mà trở thành người đệ tử của Đức Phật là tại gia và xuất gia thì luôn luôn lúc nào cũng là làm điều lành, lánh điều ác, đem hết cái tâm lòng tu tập về nội tâm, về ngoại tâm, thân và tâm và ý đều luôn luôn đi đôi, đi ba, đi tư với nhau, lợi mình, lợi người, lợi số đông. Cho nên chính vì đó đó thì tăng đoàn của Đức Phật đó, Sangha of the Buddha đó, thì chính vì đó là đệ tử của Đức Phật là những sứ giả hòa bình. Quý vị nhớ nha, lời dạy Đức Phật là lời dạy hòa bình, và những người mà đi theo thực hành lời dạy của Đức Phật đó là những sứ giả hòa bình, và chuyển tải cái bức thông điệp của Đức Phật là chuyển tải cái bức thông điệp hòa bình, đi tới đâu là hòa bình tới đó. Cho nên đó, nơi nào được, nơi nào có đạo Phật truyền bá, hay là nơi nào có người con của Phật trên khắp hành tinh này truyền bá tới đâu, thì nơi đó dân chúng hiền thiện ra, mềm ra, hiền ra và thiện ra, không bao giờ có chiến tranh tôn giáo ở chỗ đó. Cho nên vì lý do đó người ta xét ra nhiều khía cạnh, người ta thấy là đệ tử của Đức Phật nè, chánh pháp của Đức Phật nè, và người sáng lập ra đạo Phật nè, đều hòa bình từ khi mà Đức Phật thành đạo năm 544 năm, từ đó tới giờ, tức là hơn 26 thế kỷ qua. Ông ta nghiên cứu, kể cả quý vị bây giờ ngày nay có cái phương tiện Google, quý vị đánh Google là chiến tranh tôn giáo, hay là bạo động trong tôn giáo, hay là lời dạy bạo động trong tôn giáo, quý vị kiếm trong cái lời dạy Đức Phật và đạo Phật không bao giờ có cái chiến tranh tôn giáo, và không bao giờ có bạo động trong lời dạy của Đức Phật, và ngay cả đệ tử của Đức Phật cũng vậy. Cho nên nhé, những ai một cá nhân nào hay là một thành phần nhỏ nào lợi dụng cái hình thức đó thì cái đó cá nhân thôi, nhưng mà đối với đệ tử Đức Phật không bao giờ có bạo động khi mà có duyên thực hành lời dạy Đức Phật. Cụ thể như bài kệ Pháp Cú số 183 đó: không làm các điều ác, hãy làm các việc lành, giữ thân tâm thanh tịnh là lời chư Phật dạy, và thực hành trọn vẹn gì đấy. Từ đó quý vị phải nhớ là đạo Phật được thế giới nói chung, tất cả các nước, trong đó nhà chính trị, nhà xã hội học, nhà giáo dục, nghiên thủ quốc gia, retire hoặc là không retire, đều chọn đạo Phật là đạo hòa bình để bầu lập ra cái tôn giáo hòa bình và cái văn hóa tâm linh toàn cầu. Vào mỗi năm đều có cái ngày là ngày lễ Vesak, là rơi vào tháng 5. Thì ở đây nói tóm lại là khi mà mình thờ Phật đó, quý vị phải nhớ mình làm gì làm là người có học, có tu, có hiểu được lời dạy Đức Phật, phải thờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Có người quan niệm cho rằng là trong nhà mà thờ tượng Bổn Sư là nhiều khi nó không hợp với tuổi trẻ. Đó là nói phi chân lý, nói phi cái lời Phật dạy, nói không có hiểu được cái lời Phật dạy. Mình thờ tượng Bổn Sư nè, còn nếu mà mình có muốn thờ Đức Bồ Tát Quan Âm, Đức Mẹ Hiền Quan Âm thì mình thờ. Còn những từ Phật kia, chẳng hạn như Phật Di Lặc, Dược Sư này kia, là mình thêm để trang trí, hoặc là mình thờ cái từ nhỏ nhỏ nhỏ, tốt không sao hết. Nhưng mà làm gì làm, trong chánh điện ở chùa hoặc là trong nhà mình, nếu mà mình có duyên thờ Phật đó, mình thờ phải nhớ là thờ Đức Bổn Sư. Mình nói là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là nhờ ông thầy gốc của mình mới có đạo Phật, mới có mình, mới có cái hình thức này, chứ còn không có Đức Phật thì sao mà có mình được, không có đạo Phật được. Đó thì nói tóm lại, mình cố gắng hành trì niệm Phật, lạy Phật, thì mỗi cái danh hiệu của các Đức Phật là điều cho mình nó đem tới nhất tâm, nó làm cho thân tâm được an lạc. Cho nên quý vị thỉnh thoảng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi thỉnh thoảng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nam Mô Đương La Hà Sanh Di Lặc Tôn Phật, tốt lắm, không sao hết. Nhưng mà cái cách thờ phượng quý vị hãy nhớ là đừng bao giờ quên thờ tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nhiều khi mình theo cái tông phái ABC, kể cả tông phái Tịnh Độ hay là tông phái gì đó, rồi cái mình thờ cái tượng Phật, một cái tượng Phật nào mà không phải lịch sử, gọi là tượng Phật tôn giáo, Đức Phật tôn giáo, khi mình thờ vậy rồi cuối cùng mình không biết cái gốc của mình là ai. Nói là khi mà bỏ cái thân vật lý này, nhiều khi sau này cái mình chỉ thờ cái ông Phật đó rồi mai mốt về đó. Chẳng qua quý vị đó là các ngài để phương tiện để cho khuyến khích cho Phật tử tu tập, chứ còn mà bây giờ mà quý vị mà đưa cái tượng đó ra rồi cuối cùng theo rồi hành trì rồi cuối cùng quên Đức Phật lịch sử, quên Đức Phật bổn sư của mình, rất là trở ngại trong vấn đề đó. Thì thầy có cái chia sẻ như vậy đó, thì bài nó còn dài nhưng mà thầy nói tóm tắt vậy đó. Dạ, mời đại chúng. Cảm ơn
anh Thiên Hiền nói gì, cái câu gì mà lạy Phật gì đó, niệm Phật gì đó, anh có thắc mắc gì không? Dạ thưa thầy, con cũng có một cái câu hỏi, nhưng mà con nghĩ là có còn đủ về để cho đại chúng hay không, còn nếu không thì có thể chờ cho tới thứ năm. Đúng rồi đó, cái câu đó rất là lý thú. Bây giờ trước khi anh Thiền Hiền nói cái câu đó thì để bữa thứ năm anh có thể lặp lại và cho đại chúng biết cái câu đó nha. Dạ thưa thầy, nói như thế này cùng các bạn tu. Con thường nghe lạy Phật một lạy phước sanh vô lượng, niệm Phật một niệm thì tội diệt hà sa. Như vậy hằng sa tức là các sông hằng đó, thì theo con hiểu được như vậy á, có nó có phi nhân quả hay không? À, cảm ơn anh Thiền Hiền, cái câu hỏi rất là lý thú và rất là ý nghĩa, đi vào trong cái đời sống tu tập của đại chúng. Thì cái câu hỏi này thầy sẽ thấy là ghi nhận thôi. Thì cái bữa thứ năm mình á, mình sẽ chia sẻ sau khi cái học Phật pháp á, thì mình sẽ chia sẻ cái câu hỏi này, ghi nhận cái câu đó. Bữa sau đại chúng mời anh lại lập cái câu hỏi này, mình càng học và mình càng trao đổi á, thì cái lớp học mình nó phong phú hơn, cũng giống như truyền banh đó. Cảm ơn anh, câu hỏi rất là lý thú. Thầy sẽ chia sẻ vào cái hôm sau, ngày thứ năm, ngày mai chúng ta nghỉ. Bây giờ mà để cho ai cũng có cái câu hỏi và cái ý nghĩ đó, thầy mời cô Tâm Vân hay là ông Thân có cái câu hỏi gì không? Nếu được là mở cái loa ra, mở cái loa ra rồi có ý kiến để cho sư cô vui hay ông Thân vui. Mở cái loa ra. Dạ phải nhờ cháu nội, thưa thầy nói cháu nội thôi. Hiếu nó đi làm rồi. Vậy thì bó tay thôi. Rồi thôi, nếu vậy là thôi, để dột sau, không nghe. Rồi thôi, có gì để tập dột lại nha. Bây giờ trong chúng đây có câu hỏi gì không? Cô Diệu Chánh, rồi mời cô mở cái loa. Nhớ bấm cái loa, bấm cái nút đó, nó mới phát biểu được. A Di Đà Phật, con còn thời giờ ngắn, con xin thầy chỉ dạy cho chị em chúng con á, làm sao để control được cái cơn giận đó thầy. Cái này nó cũng một cái đề tài lớn nữa. Cái đề tài này nó rộng lắm. Thật ra thì thầy giải thích cái đề tài này ít nhất hai thời pháp thoại lớn. Nhưng mà thầy nói tóm tắt cho đại chúng và cô nghe. Thì nhớ là hai cái điều mà cần thực tập nha. Một là thực tập cái hạnh lắng nghe. Khi mà ông xã mình, nhất là mấy đứa con mình, ông xã mình hoặc là mấy đứa con mình trong người thân, người thương mình á, mà vừa mà cự nữ mình á, nó má làm gì hay bà nội hay bà ngoại làm gì, cái mình á, là cái người học và có thực hành cái hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm, cho nên mình lắng nghe 100%. Chứ bao giờ là đừng bao giờ mà người ta mới có nói một phút mình mà nhảy tới hai phút là coi chừng. Hoặc là người ta nói người thương của mình á, người thân của mình á, nói một cái câu gì đó mà không hài lòng mình á, mình nhớ là cái quan trọng là học cái hạnh Bồ Tát Quan Âm á, là lắng nghe 100%, không có phản ứng và không có cự nữ khi mà cái lời nói của họ nói ra. Mình ghi nhận, mình lắng nghe 100% tuyệt đối. Rồi cái một lúc nào đó, cái người thương hay người thân của mình hay là bạn đạo của mình á, mà nói cái này ra, thì lúc đó cái lúc nào mà cái người đó mà vui, mà thấy nó thân thiện, thì lúc đó cô mới lấy cái câu đó. Cô nói hôm kia hay là tuần trước, chị anh em gì đó hay mấy đứa con hay ông xã của mình đó mà nói câu đó là tôi thấy nó không có hợp, thì hôm nay anh vui hay là nhà mình vui, tôi nói chuyện này, tôi nhờ học cái lớp Phật pháp nhân khóa tu mùa đông đó, tôi cũng nghe thầy Trường Sĩ hướng dẫn là học cái hạnh lắng nghe 100%, tôi không bao giờ phản ứng hết. Nhưng mà khi mà người nhà mình bữa nào mà vui rồi đó, hay người bạn đạo mà vui đó, bắt đầu mình nói là bữa trước
bạn nói hay là anh nói hay là cậu nói như vậy đó, tôi thấy nó có phù hợp. Hôm nay tôi thấy anh vui hay là bạn vui, tôi mới đem cái này ra tôi nói. Nếu mà có gì mà sai sót đó, xin bạn đạo hoan hỷ nha. Tại vì mình nói phải đúng lúc nè, đúng thời nè, đúng chỗ nè, đúng đối tượng nè, thì người ta nghe dữ lắm. Còn người ta vừa mà bật cái gì mà quẹt lên là lửa nó xong đó, bật cái gì mà quẹt cái mình bỏ rơm vô nữa là bằng cách, có nghĩa là gì, là mình á, người ta nói một cái mình vớt tới hai, người ta nói hai mình vớt tới bốn. Lúc đó là cái xăng á, mình giống như là bỏ rơm nè, bỏ thêm xăng, thêm dầu nữa, thêm cái nhập nhiên liệu nữa, thì nó phật thì không ai thua ai, không ai nhận nhường nhịn ai hết. Lúc bây giờ quý vị thấy á, là khi mà người kia xăng rồi, mình cũng ai cũng giành cái phần thắng với mình hết á. Khi mà giành phần thắng với mình á, thì lúc đó cái sân giận của đối phương á và mình á, hừng không ai chịu nhường ai á, thì lúc đó nó sẽ phật cháy. Thì đó, nếu mà ở năm xưa mà thầy còn nhỏ đó, lúc đó là quý vị thấy nè, một á, là đĩa bay nè, hai là chén bát bay nè, lúc đó nó không có cánh mà nó bay đó, ba nữa là bàn bay nè, mạnh đó, cái chân mình mạnh đó, bốn là ghế bay nè, cái tay mình quăng đó, cho nên rất là trở ngại trong vấn đề mà thực tập. Ở đây á, mình phải nhớ là thực tập cái hạnh lắng nghe, đừng bao giờ phản đối, mình ghi nhận, rồi cuối cùng á, lựa cái lúc nào đó cái người thương mình hay cái người bạn mình á, nói lúc đó mình mới ghi nhận, mình nói hôm nay tôi thấy bạn vui quá, nhờ cái duyên lành nào, cái người đó mới nhận xét nó, con thấy gì hay quá, con nói bữa trước dữ lắm mà sao gì im re, con thấy hình như gì có tu đó, bữa nay con vui quá, con cảm ơn gì đã xí xóa cái lúc đó mà con nói quá lời. Thì lúc đó mình thấy người ta vui rồi đó, mình mới đem cái lời bữa trước mình mới chia sẻ. Thì tôi nói cho bạn biết nha, hay tôi nói cho ông xã tôi biết nha, thật ra thì mình tu cho nên mình phải chuyển hóa, chứ mình biết là cái giận của bạn nó cao lắm, nhưng mà mình mà giận như nữa thì nó sẽ cháy, một chút đó nó cháy hết rừng cũng đứt, thì mình không có làm được cái sự nghiệp. Cho nên hôm nay bạn vui quá tôi mới đem cái chuyện đó, thôi phàm là con người đều có lỗi lầm với nhau, thì ai cũng có giận trong cái tâm, cái thân mình nó có cục giận thiệt là to vậy. Nhưng mà nếu mà không có tu tập, không có cái sa đen mà chuyển hóa đó, nảy nó ra cái dục là coi chừng. Thì ở đây á, quý vị thấy á, là mình cố gắng mình thực tập, thì nhờ như vậy đó thì mỗi người nhường nhịn một chút, thì lúc đó cái giận cái sân nó bớt, thì lúc đó nó hòa với nhau. Một trong đạo Phật á, dạy á, là chỉ cái siêu đó thôi là tự nhiên cái nó hòa bình, nó xíu xíu đó là trong gia đình mình hòa bình, bản thân mình với đối phương hòa bình. Và nhưng là lúc nào mà quý vị giận hơn nữa, quý vị nói chứ nãy tôi có nghe Thiền Hiền hát cái bài thiền ca hay quá, tại sao mình đã thuộc cái bài thiền ca mà mình không hát? Now please sit down, I would like to sing Dhamma song, meditation song for you. I am a Dhamma singer. Tôi là một cái người singer, tức là người ca sĩ nè. Bây giờ please sit down là mời xuống. Lời qua tiếng lại giải quyết đi đâu. Sao không dựng lại kẹo hô thêm sập. Đó, cô hát một bài đó mà ba lần cái ông xã hay là người bạn mình nghe thấm quá. Trời, má mi tôi hay là cái bà xã tôi hay quá. Mới đó mà thuộc cái bài thiền ca, ứng dụng liền không ơi? Tôi thấy hay quá. Đó, thì cô hát cái bài đó là tự nhiên á, người thương của mình kia thích liền. Và cái đoạn 2 đó, người lời qua tiếng lại đưa ta tới đâu, sao không dừng lại thở nhẹ và sau. Quán chiếu về hơi thở không? Và cái đoạn 3 đó, cái thực tập theo như anh Thiền Hiền vừa hát cái đoạn 3 đó, lời qua tiếng lại đưa ta tới đâu, sao không dừng lại mỉm cười nhìn nhau, sao không dừng lại mỉm cười nhìn nhau, sao không dừng lại mỉm cười nhìn nhau. Lúc đó thì hy vọng là ông xã hay là mấy đứa cháu nói chứ bà nội hay bà ngoại bữa nay hay nha, giỏi nha, hát cái bài thiền ca làm như con thích quá. Thôi con không giận nữa đâu, thôi bà nội cứ yên tâm nha. Được như vậy rất là hay đó. Đó thì cái bài thiền ca nó ứng dụng trong cái đời sống liền. Nhớ thuộc cái bài thiền ca nha. Thì thầy có đôi lời chia sẻ gì đó. Bây giờ thầy thấy còn có ít phút nữa. Bây giờ quý vị có cảm nhận gì chia sẻ rồi sau đó chúng ta nghỉ buổi sinh hoạt hôm nay. Cảm ơn thầy. Cái đề tài giọng đó nó dài lắm, nó rộng lắm, và thầy chỉ nói tóm tắt thôi,
Chứ còn mà nếu mà có một thời gian thì chia sẻ cái bài đó dài, lúc đó đại chúng tha hồ mà nghe. Rồi, Nam Mô Phật. Bây giờ mời đại chúng, cô Thanh Vân có cái câu gì không? À, bấm cái lò không được, thôi làm khác. Rồi bây giờ mời chị Diệu Thọ. Vị nào có không? Hay cô Lê, cô Diệu Lê. Thầy mở cái speaker cho không được đó thầy. Thầy mở nhưng mà ở bên đó phải bấm chữ ấy mới được, bên này mở ra. Dạ, bây giờ thầy mở hết đi rồi tự con các con tắt, còn chỉ có mình ông nội còn thôi. À bây giờ thầy mở nha, thầy mở hết đó. Dạ. Thầy mở Phan nha, thầy mở thử coi thử sao. Mở hết lên rồi bên này tắt thôi. Rồi mở rồi đó. Đâu có thấy đâu thầy. À mà sao em mở rồi nhưng mà ông nội phải unmute. Ờ unmute, hãy mở cái bấm cái tay sư cô. Unmute cái của ông nội mới được. Dạ không, nhưng mà nhiều phiền á, phải unmute thì mới nghe được. Đúng rồi, dạ, phải. Tí thì em muốn nói là thầy unmute hết cho mọi người. Thầy unmute rồi. Những người đó phải unmute làm sao nè. Thầy unmute hết rồi đó mà. Dạ thầy unmute rồi. Dạ, nhưng mà bản thân cái người đó, bản thân cái người đó phải bấm cái tay vô rồi mới được. Thôi, lần sau thầy hướng dẫn chi tiết hơn. Ghi nhận, cô Tâm Vân yên tâm. Thì hôm nay lớp học mình càng ngày càng phong phú và sinh động nhờ những câu hỏi như vậy đó. Thì hôm nay chúng ta đã tụng kinh, rồi vấn đáp, hỏi và trả lời. Thì hy vọng rằng mỗi ngày chúng ta tu tập, chúng ta sẽ có những cơ hội trong sáng hơn, và cũng là một cái nuột mở cho đại chúng để chúng ta cùng nhau tu học và chia sẻ Phật pháp. Thì bây giờ thầy thấy còn có 2 phút nữa cuối cùng, thì thầy hỏi lại một lần nữa, quý vị có còn thắc mắc gì nữa không, hay là có chia sẻ gì nữa không? Nếu không có thì chúng ta hồi hướng. Cô Quan Giác hả? Rồi mời cô. Chị nói đi, con hồi hướng không ạ? Cô Diệu Liên, Diệu Thọ. À rồi mời cô. Con xin hát cái bài Con Theo Chay Di Đà. Dạ rồi. Mà con hát không được, con biết hát mà hát dở lắm. Con cũng hát là trời thật mà, để cho con hát. Dạ rồi, mời cô. Con Theo Chay Di Đà, về tình yêu sâu. Con Theo Chay Di Đà, về Tây Phương cực lạc. Ngàn muôn tiếng pháp ngàn vàng, tiếng chiêm các vang trầm muôn. Về thế giới Tây Phương, hóa thân hóa xuyên nhị màu. Luôn chiêm tu đường này, lòng không phải không đổi. Nam Mô A Di Đà, tí không phải chẳng sợ. Đời này nguyên bán Tây Phương, chí tâm quy thì giới. Đời này muốn bán Tây Phương, sống lâu ở mỗi đời đời. Con sẽ theo cha, quyết đến Tây Phương. Con sẽ theo cha, quyên Tây Phương, quyên nhiệm hồng, quyên tiếp vời. Do pháp nói, ôi suối cũng leo ca. Buông ngàn câu thiên pháp, thấm sâu nhiệm màu. Muôn ánh quang minh, soi sáng tâm ta. Soi sáng tâm ta, bao năm sân si buôn tiệt thân. Tỉ sáng tâm cái, ta chứng đắc vô sân. Sang bờ kia giải thoát, khói quay thượng tình. Tâm sinh ơn một đời, vì ta luôn nghe ta. Đây phương tu ơn lành, từ nay không đọa đầy. Thần độc chấn giác ngôi cao, cứ muôn sinh linh đời giác. Quyền về thế giới Tây Phương, chúng sinh vô minh. Quyền về sinh tử bao thứ đau thương, chúng sinh vô minh. Rồi, cảm ơn cô Quản Giác rất là nhiều, cũng có cái tinh thần đóng góp cho đại chúng. Thì thầy thấy là ai cũng muốn hát và ai cũng muốn chia sẻ,
thì thời gian mình đã hết rồi, thì thầy hy vọng là thứ năm ngày mai chúng ta nghỉ, ngày thứ năm chúng ta sẽ gặp lại và sinh hoạt nha. Thì nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo, dạ nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho đại chúng được thân khỏe tâm an, luôn an lành trong Phật pháp. Kính chúc đại chúng ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời thường an lành, tất cả các thời đều an lành. Xin nguyện từ bi thường gia hộ. Và kính chúc toàn thể chư tôn đức tăng ni cũng như quý Phật tử đang nghe pháp trên Facebook và livestream luôn thân tâm được an lạc, và buổi sinh hoạt Phật pháp tới đây hoàn mãn. Kính chúc đại chúng được an lành và xin dừng ăn đây. Nguyện bây giờ mời đại chúng chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Trước khi đại chúng tuần tự bước xuống lớp thì thầy mở âm nhạc lên, rồi đại chúng chúng ta say hai say. Thank you.